Ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh, đầy dậy những kẻ ác hoành hành. Xuất hiện anh hùng Quest, một chiến binh mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của những người bạn, liệu Quest có hoàn thành nhiệm vụ và tiêu diệt được kẻ xấu, đem lại hòa bình cho vùng đất quê hương hay không? This Prince Nestor is a royal pass. Mời các em đón xem Anh hùng Quest và những người bạn nhé!